Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Thân mến chào các bạn, cô Ngọc Anh và Vietjet rất vui được đồng hành cùng với các bạn ở trong năm học lớp 12 này. Ở trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ mang đến với các bạn những nội dung liên quan đến một tác giả và một tác phẩm rất là nổi tiếng. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bài học, đó chính là Việt Bắc của Tố Hữu nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong chương trình của chúng ta, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, thì các bạn đã được làm quen, các bạn đã được học rất nhiều các tác phẩm của tác giả Tố Hữu rồi. Ví dụ như là ở chương trình lớp 6 các bạn có được học về tác phẩm Lượm này. Lớp 8 các bạn có được học về bài Khi con tu hú, hoặc là mới gần đây thôi, lớp 11 thì các bạn đã được học về bài thơ Từ ấy, đúng không? Vì vậy nên các bạn đã thấy được rằng là đây là một cái tên, một tác giả rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, các bạn thấy được rằng là ở những lớp dưới thì các bạn chỉ được học những nội dung cơ bản nhất liên quan đến tác giả Tố Hữu thôi. Và sau đó thì các bạn được phân tích các tác phẩm. Trong bài học ngày hôm nay, với việc là được tìm hiểu về tác phẩm Việt Bắc và tác giả Tố Hữu, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với hai phần. Phần 1 chúng ta tìm hiểu về tác giả và phần 2 chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Vì vậy, trong một tiết mà các bạn được tìm hiểu về tác giả thì chúng ta sẽ cùng chú ý rất là nhiều những nội dung liên quan đến tác giả này. Ví dụ như là chúng ta sẽ tìm hiểu về tiểu sử này, tìm hiểu về đường cách mạng, đường thơ, và đồng thời thì chúng ta còn được tìm hiểu về sự nghiệp hay là phong cách thơ của tác giả Tố Hữu nữa. Các bạn sẽ thấy được rằng là ở đầu học kỳ 1 này thì chúng ta đã được học về tác giả Hồ Chí Minh rồi, đúng không? Và các bạn thấy được rằng là phải là những tác giả lớn này, có những đóng góp cho nền thơ ca Việt Nam, và còn có những đóng góp lớn hơn nữa thì mới có thể là được sắp xếp vào trong sách giáo khoa, và còn được chúng ta tìm hiểu hẳn một tiết liên quan đến tác giả nữa, đúng không? Với lý do là bởi vì Tố Hữu là một lá cờ đầu trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Vì vậy nên là chúng ta ngay sau đây sẽ cùng bắt đầu nội dung của bài học từ Việt Bắc của Tố Hữu với phần 1 tìm hiểu về tác giả Tố Hữu nhé. Phần 1 La Mã cô sẽ hướng dẫn với các bạn, đó chính là vài nét về tiểu sử. Nội dung của phần này thì đã được sách giáo khoa trang 94 và 95 đưa đến với các bạn khá là rõ ràng rồi. Và việc của chúng ta bây giờ sẽ là hệ thống lại, sắp xếp những cái kiến thức đó, gạch đầu dòng ra những cái nội dung chính mà các bạn cần phải chú ý, các bạn cần phải lưu tâm. Đầu tiên chắc chắn sẽ là tiểu sử liên quan đến họ và tên này, năm sinh năm mất, hoặc là chúng ta hãy cùng chú ý đến quê quán của tác giả, đúng không? Chúng ta có tác giả Tố Hữu thì sinh năm 1920, mất năm 2002, và tên thật là Nguyễn Kim Thành. Ông sinh ra ở Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhé. Chúng ta sẽ có tên của tác giả này, đó chính là Nguyễn Kim Thành này. Nguyễn Kim Thành. Tác giả này thì sinh năm 1920 này, mất năm 2002 này, và quê ở Huế. Cô sẽ chỉ viết tắt nội dung như thế này thôi nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ có, đó chính là một số những cái yếu tố liên quan đến cuộc đời của tác giả Tố Hữu này. Thì các bạn hãy lưu ý giúp cô đến 3 mốc, 3 khoảng thời gian trong cuộc đời của Tố Hữu này. Trong cuộc đời của tác giả Tố Hữu, chúng ta sẽ cùng lưu tâm, chúng ta sẽ cùng phân chia ra với 3 khoảng thời gian. Thứ nhất đó chính là thời thơ ấu, thứ hai sẽ là thời thanh niên, và thứ ba đó chính là trong thời kỳ giữ những cương vị trọng yếu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý đến phần đầu tiên nhé, đó chính là phần thời thơ ấu này. Thời thơ ấu. Ở trong phần này thì các bạn sẽ thấy, đó chính là ở trong phần thời thơ ấu thì các bạn hãy lưu tâm giúp cô nội dung đầu tiên, đó chính là Tố Hữu thì xuất thân ở trong một gia đình nhà nho nghèo. Chúng ta có ông thân sinh của Tố Hữu là một nhà nho nghèo, bà mẹ nhà thơ cũng là con của một nhà nho. Cả hai người đã truyền cho con tình yêu thơ văn tha thiết, đặc biệt đó chính là văn học dân gian. Vậy là các bạn sẽ có thông tin đầu tiên, đúng không? Đó chính là Tố Hữu thì xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo này. Xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo này. Nhà nho nghèo. Tiếp theo, các bạn hãy cùng chú ý đến cái mốc thời điểm, đó chính là năm Tố Hữu 12 tuổi nhé. Chúng ta sẽ có, đó chính là năm 12 tuổi thì Tố Hữu mồ côi mẹ, và sau một năm lại phải xa gia đình để vào trường Quốc học Huế. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là năm 12 tuổi này thì Tố Hữu mồ côi mẹ. Mồ côi mẹ, và sau đó đến năm 13 tuổi thì phải đi học.
phải đi học ở trường Quốc học Huế này, ở trường Quốc học Huế này. Các bạn sẽ thấy được rằng là nếu như chúng ta phải xa nhà ở trong cái khoảng thời gian mà chúng ta còn khá là nhỏ thì đó cũng chính là một thiệt thòi, đúng không nhỉ? Tuy nhiên ở trong những nội dung liên quan đến phần thời thơ ấu của tác giả Tố Hữu thì các bạn hãy cùng lưu tâm giúp cô, đó chính là chúng ta sẽ có một số yếu tố liên quan đến những cái việc mà Tố Hữu đã bắt đầu có cái tình yêu thơ văn như thế nào và biết làm thơ từ năm bao nhiêu tuổi nhé. Các bạn lưu tâm giúp cô, đó chính là cả cha và mẹ của Tố Hữu thì đều là xuất thân từ những nhà nho, đúng nhỉ? Và đặc biệt đó chính là cả hai người thì đã đều truyền cho Tố Hữu tình yêu tha thiết với văn học dân gian. Vì vậy các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là năm 10 tuổi thì Tố Hữu đã bắt đầu biết làm thơ rồi. Thì chúng ta có nội dung cuối cùng ở trong phần thời thơ ấu của Tố Hữu, đó chính là truyền thống gia đình, cha và mẹ thì đã sớm truyền cho ông tình yêu thương với văn học. Và năm 10 tuổi thì Tố Hữu đã bắt đầu biết làm thơ được. Được chưa nhỉ? Chúng ta hãy cùng chú ý này, đó chính là cha và mẹ. Cha và mẹ của Tố Hữu thì đã truyền cho ông tình yêu với văn học này. Và vì vậy mà 10 tuổi thì Tố Hữu đã biết làm thơ đường này. Đã biết làm thơ đường. Trong chương trình của chúng ta ở những năm trung học cơ sở hoặc là những năm trung học phổ thông, ví dụ như lớp 10 chẳng hạn, thì các bạn đã được học một số những tác phẩm của văn học Trung Quốc, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là thơ đường là một loại thơ mà có niêm vần vật rất là sâu sắc và đồng thời thì cũng rất là khó nữa. Vì vậy nên là nếu như nhà thơ Tố Hữu lên 10 tuổi mà đã có thể làm được thơ đường rồi thì đó là cả một sự am hiểu với một cái kiến thức khá là sâu rộng liên quan đến thơ ca và đến văn học rồi, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, chúng ta chuyển sang cái khoảng thời gian thứ hai trong cuộc đời của Tố Hữu, đó chính là chúng ta hãy cùng chú ý đến thời thanh niên nhé. Chúng ta sẽ có nội dung thứ hai, đó chính là thời thanh niên này. Thời thanh niên. Trong khoảng thời gian này thì các bạn hãy cùng lưu ý giúp cô, đó chính là năm 1938 thì Tố Hữu đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Và các bạn hãy cùng chú ý nhé, cái mốc thời gian này và cái kỷ niệm này thì đã được Tố Hữu viết ở trong bài thơ từ ấy rồi, nên là chúng ta đã không còn quá xa lạ với cái mốc thời gian này nữa, đúng không? Chúng ta sẽ cùng có, đó chính là năm 1938 này thì Tố Hữu được kết nạp Đảng. Đây là một cái mốc sự kiện đánh dấu cho cuộc đời hoạt động của Tố Hữu, cả về hoạt động cách mạng và cả hoạt động thơ ca nữa, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái khoảng thời điểm, đó chính là chúng ta có mốc thời gian năm 1939. 1939 này. À vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý xem nhé. Đó chính là vào cái khoảng thời gian này thì tác giả Tố Hữu đã viết lên bài thơ Khi con tú hú. Và chúng ta sẽ cùng nhớ đến việc mà Tố Hữu bị bắt ở nhà lao Thừa Phủ, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là năm 1939 thì Tố Hữu đã bị bắt giam và trải qua nhiều nhà tù ở miền Trung và Tây Nguyên. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Đó chính là Tố Hữu thì bị bắt giam này, bị bắt và bị giam ở nhiều nhà tù này ở miền Trung và Tây Nguyên này. Miền Trung và Tây Nguyên. Sau đó thì chúng ta sẽ có một thời gian, đó chính là năm 1942 thì Tố Hữu đã vượt ngục ra Thanh Hóa và tiếp tục hoạt động cách mạng. Chúng ta có năm 1942 này thì Tố Hữu đã vượt ngục này, ra Thanh Hóa này và tiếp tục hoạt động cách mạng. Các bạn có nhớ những câu thơ cuối ở trong bài thơ Khi con tú hú không nhỉ? Chúng ta có những câu thơ ví dụ như là ta nghe hè dậy bên lòng mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi.
Vậy thì các bạn cũng thấy được rằng là bản thân của một người chiến sĩ cộng sản, họ luôn luôn mong muốn có được những cái sự tự do để có thể là cống hiến sức mình, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, đúng không? Tuy nhiên, ở vào chính cái thời điểm mà trẻ trung nhất thì lại bị giam ở trong tù ngục, thì đó là một cái nỗi đau không thể nào tả nổi. Vì vậy nên là Tố Hữu thì đã sử dụng tất cả những cái sự nhanh trí này, đồng thời thì cũng là sự gan dạ của mình, để có thể vượt ngục ra Thanh Hóa và tiếp tục với những công việc hoạt động cách mạng mà ông đã luôn luôn mong muốn theo đuổi trước đó. Và đồng thời các bạn hãy cùng chú ý nhé, đó chính là trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình thì Tố Hữu còn làm thơ nữa. Lát nữa khi mà chúng ta tìm hiểu đến phần 2 La Mã, chúng ta tìm hiểu về đường cách mạng, đường thơ thì chúng ta sẽ làm rõ nội dung này hơn nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, đó chính là sau ba cái mốc sự kiện này thì chúng ta hãy cùng chú ý đến nội dung cuối cùng ở trong thời thanh niên của Tố Hữu giúp cô. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng lưu tâm giúp cô, đó chính là trong cái quãng đường hoạt động cách mạng của mình thì chúng ta hãy cùng chú ý đến mốc sự kiện năm 1945 nhé. Đây là khoảng thời gian mà đất nước chúng ta thì đã có cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đúng không? Và các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là ở trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ thấy trong cuộc cách mạng tháng 8 thì Tố Hữu đã là một trong những người mà lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý đến đó chính là trong cuộc cách mạng này. Trong cuộc cách mạng tháng 8 thì Tố Hữu là những người mà giữ vai trò lãnh đạo này. Giữ vai trò lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa này. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Giành chính quyền ở Huế. Còn gì vui vẻ, hạnh phúc và tự hào hơn khi mà được là những người giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc tổng khởi nghĩa để có thể là trả lại sự tự do, độc lập cho quê hương của mình, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, sau khi mà chúng ta tìm hiểu xong phần nội dung liên quan đến thời thơ ấu này, thứ hai đó chính là thời thanh niên, thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến phần thứ ba trong cuộc đời của Tố Hữu nhé. Đó chính là thời kỳ giữ những cương vị trọng yếu này. Chúng ta hãy cùng chú ý đến thời giữ những cương vị trọng yếu. Những cương vị trọng yếu này. Trong thời kỳ mà giữ những cương vị trọng yếu như thế này thì các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là sách giáo khoa sang 95 thì đã đưa đến với các bạn những cái nội dung ở phần này khá là rõ ràng rồi. Chúng ta sẽ có đó chính là Tố Hữu thì đã trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ thì Tố Hữu đã liên tục giữ những cương vị trọng yếu trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và đã từng làm ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Vì vậy nên là với những đóng góp cho nền độc lập và đóng góp cho nền văn học nước nhà thì năm 1996 ông đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đấy chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý đến cái nội dung cuối cùng liên quan đến tác giả Tố Hữu này. Các bạn lưu tâm giúp cô nhé. Chúng ta có nội dung đầu tiên liên quan đến tiểu sử, thứ hai liên quan đến cuộc đời và thứ ba đó chính là giải thưởng, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý ngay đầu rằng thứ ba đó chính là giải thưởng Hồ Chí Minh này. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Được chưa nhỉ? Như vậy là chúng ta cùng tìm hiểu được một số những yếu tố liên quan đến tiểu sử của tác giả. Ví dụ như là những cái yếu tố liên quan đến tiểu sử này, cuộc đời hay là những cái giải thưởng, những cái cương vị mà tác giả Tố Hữu đã từng được giao, đúng không? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần 2 La Mã nhé. Và chính là cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu, có thể phân tích được những cái mốc sự kiện quan trọng nhất ở trong đường cách mạng, đường thơ của tác giả Tố Hữu. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang nội dung của phần thứ hai nhé. Đó chính là phần 2 La Mã, đường cách mạng, đường thơ của Tố Hữu. Các bạn hãy cùng lưu ý giúp cô, đó chính là trước khi mà chúng ta tìm hiểu với 5 tập thơ ở trong cuộc đời hoạt động sáng tác của tác giả Tố Hữu thì chúng ta sẽ cùng đưa ra một số những nội dung cơ bản nhất, một số những nội dung khái quát để chúng ta biết được lý do vì sao mà chúng ta lại phải tìm hiểu nội dung của một cái phần liên quan đến cả đường cách mạng và cả đường thơ của tác giả này. Các bạn lưu ý nhé, sách giáo khoa trang 95 có trích dẫn cho chúng ta, đó chính là Tố Hữu là một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Các chặng đường thơ của Tố Hữu thì luôn luôn gắn bó và phản ánh một cách rất là chân thật những chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vinh quang của dân tộc. Đồng thời những chặng đường ấy luôn luôn có sự vận động trong quan điểm, tư tưởng và bản lĩnh nghệ thuật của nhà thơ.
Vì vậy nên là chúng ta sẽ cùng khái quát một số những cái ý chính ở phần này trước khi mà tìm hiểu đến 5 tập thơ tiêu biểu trong cuộc đời sáng tác của tác giả Tố Hữu nhé. Đầu tiên, các bạn lưu ý giúp cô này, đó chính là Tố Hữu là một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Chúng ta có Tố Hữu này là một trong những lá cờ đầu này. Của nền văn nghệ cách mạng này. Của nền văn nghệ cách mạng. Được chưa nhở? Tiếp theo thì các bạn sẽ có nội dung, đó chính là những cái chặng đường thơ của Tố Hữu thì luôn luôn gắn bó và phản ánh chân thực những chặng đường cách mạng nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là những chặng đường thơ này. Những chặng đường thơ của Tố Hữu thì luôn gắn bó này và còn phản ánh chân thực này chân thực chặng đường cách mạng của nhân dân Việt Nam chúng ta. Và chặng đường cách mạng đó thì có gì nhỉ? Các bạn sẽ có này, chặng đường cách mạng đó thì sẽ luôn luôn có những cái gian khổ, hy sinh, tuy nhiên thì cũng đầy những thắng lợi vinh quang. Đồng thời các bạn sẽ thấy này, những chặng đường thơ của Tố Hữu vừa có sự gắn bó với chặng đường cách mạng và đồng thời thì cũng luôn luôn có sự vận động trong quan điểm tư tưởng và bản lĩnh nghệ thuật, đúng không? Chúng ta sẽ có, đó chính là sự vận động trong tư tưởng nghệ thuật này. Và bản lĩnh của chính nhà thơ này. Như vậy là chúng ta sẽ vừa cùng đưa ra được với nhau hai cái nét khái quát liên quan đến chặng đường cách mạng và đường thơ của tác giả Tố Hữu, đúng không? Nội dung đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đó chính là Tố Hữu là một trong những lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Và nội dung thứ hai đó chính là những chặng đường thơ của Tố Hữu thì luôn luôn có sự gắn bó và phản ánh một cách chân thực chặng đường cách mạng của nhân dân chúng ta. Vì vậy nên các bạn đã lý giải được lý do vì sao mà chúng ta quan tâm đến chặng đường thơ của tác giả Tố Hữu, tuy nhiên thì lại phải gắn nó với cả chặng đường hoạt động cách mạng của tác giả này, đúng không? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần đầu tiên, tập thơ đầu tiên ở trong cuộc đời sáng tác của tác giả Tố Hữu, tập thơ tiêu biểu đầu tiên nhé, đó chính là tập Tự Ấy, được sáng tác vào khoảng từ năm 1937 đến năm 1946 nhé. Chúng ta có phần một nhỏ này, tập Tự Ấy này. Sáng tác vào năm 1937 đến 1946. Ở trong cái tập thơ này thì các bạn sẽ có một số những nội dung liên quan, mà điều đầu tiên các bạn hãy cùng chú ý đó chính là đây là cái tập thơ đầu tiên, chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động thơ ca cũng như là hoạt động cách mạng của Tố Hữu nhé. Chúng ta sẽ có tập thơ Từ Ấy năm 1937 đến năm 1946 là chặng đường đầu tiên trong đời thơ của Tố Hữu. Các bạn sẽ có đây là chặng đường đầu tiên này. Trong đời thơ của Tố Hữu, đúng không? Và các bạn sẽ thấy được rằng là tập thơ này, chặng đường này thì đã đánh dấu bước trưởng thành của người thanh niên quyết tâm đi theo ngọn cờ của Đảng Cộng sản. Vậy thì các bạn sẽ có nội dung của phần này, đó chính là trong cái chặng đường làm thơ 10 năm đầu tiên này thì chúng ta sẽ thấy trong 10 năm Tố Hữu vừa làm thơ và vừa hoạt động sôi nổi trong các phong trào cách mạng của mình. Và đồng thời thì trong cả cái quãng đường này thì chúng ta thấy được rằng là những cái gì vất vả, gian nan và khó khăn nhất thì đã đến với Tố Hữu. Ví dụ như ở trong phần cuộc đời trong thời thanh niên của tác giả Tố Hữu thì các bạn cũng đã vừa nêu ra được rồi, đúng không? Năm 1938 thì được kết nạp vào Đảng này, năm 1939 thì bị bắt và bị giải, bị giam vào rất là nhiều những nhà lao từ miền Trung cho đến Tây Nguyên. Và đến năm 1942 thì Tố Hữu đã vượt ngục. Vậy thì các bạn sẽ thấy những cái mốc
sự kiện tiêu biểu ở trong thời thanh niên của tác giả Tố Hữu thì đều được ghi dấu ở trong thời kỳ 10 năm đầu tiên sáng tác thơ của Tố Hữu, từ năm 1937 đến năm 1946, đúng không? Đặc biệt đó chính là vào cái sự kiện tháng 8, vào cuộc cách mạng tháng 8 thì chúng ta sẽ thấy Tố Hữu đã giữ một cương vị, một vai trò lãnh đạo quan trọng khi mà giúp cho nhân dân ở Huế khởi nghĩa giành chính quyền. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là trong 10 năm này, cùng với việc hoạt động cách mạng thì Tố Hữu cũng đã làm thơ và đã làm được cho mình một cái tập thơ nổi tiếng đầu tiên mà khiến cho mọi người luôn luôn phải nhắc đến, đúng không? Chúng ta sẽ có tập thơ đầu tiên sẽ là tập thơ Từ Ấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ đưa ra một cái ý để có thể là khái quát cho tập thơ này nhé. Đó chính là đây là chặng đường 10 năm làm thơ và hoạt động sôi nổi của tác giả Tố Hữu từ ngày giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng cho đến những cái ngày trưởng thành, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là tập thơ này thì đánh dấu này, đánh dấu con đường của tác giả Tố Hữu từ ngày giác ngộ, từ ngày giác ngộ và đến khi trưởng thành này. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung cũng như là những nghệ thuật tiêu biểu của tập thơ này để xem rằng là từ ngày giác ngộ đến khi trưởng thành thì người thanh niên, người cách mạng này đã làm được những gì, đã có những cái sự vận động ở trong tư tưởng như thế nào nhé. Chúng ta sẽ có này, đó chính là tập thơ Từ Ấy thì được phân chia ra làm 3 phần. Chúng ta hãy cùng chú ý đến 3 phần của tập thơ này này. Và phần đầu tiên thì chúng ta sẽ có phần máu lửa, đúng không? Phần đầu tiên là phần máu lửa này. Phần máu lửa thì được sáng tác ở trong khoảng thời gian từ năm 1937 đến năm 1939. Cô sẽ chỉ ghi tắt ở phần này thôi nhé, từ 37 đến 39 này, các bạn lưu ý giúp cô. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ có những nội dung, đó chính là ở trong thời kỳ viết cái tập máu lửa đầu tiên từ năm 1937 đến năm 1939 thì Tố Hữu sáng tác phần này trong thời kỳ mặt trận dân chủ. Các bạn hãy cùng chú ý này, sáng tác trong thời kỳ này, trong thời kỳ mặt trận dân chủ này. Viết tắt một chút nhé. Tiếp theo thì các bạn lưu tâm giúp cô đến nội dung của tập thơ này này. Chúng ta có nội dung của tập máu lửa này. Nội dung của tập máu lửa này nhé, máu lửa là những cái sáng tác ở trong thời kỳ mặt trận dân chủ, là tâm sự của người thanh niên đang băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời, đúng nhá? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý ở trong phần này giúp cô, đó chính là đầu tiên, nội dung đầu tiên mà tác giả Tố Hữu thể hiện ở trong đoạn này, ở trong cái tập thơ này, đó chính là cảm thông với thân phận của những người nghèo khổ này. Cảm thông với thân phận của những người nghèo khổ. Và nội dung lần thứ hai ở trong phần này các bạn lưu tâm giúp cô nhé, đó chính là khơi dậy từ những người nghèo khổ đó một cái lòng căm thù, ý chí căm phẫn đối với những cái kẻ mà đã khiến cho họ rơi vào cuộc sống khổ cực này, mất tự do này, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là khơi lên ở những người nghèo khổ này lòng căm thù, và đặc biệt hơn nữa không chỉ là khơi lên ở những người nghèo khổ này lòng căm thù đâu, mà còn hướng cho họ đến một tương lai tươi sáng hơn nữa. Đó chính là một cái mục đích rất là cao cả ở trong tập thơ này. Các bạn lưu tâm giúp cô ở ý thứ hai này, tập thơ không chỉ khơi lên ở những người nghèo khổ lòng căm thù, lòng mong muốn muốn tự do đâu, mà ở đây các bạn sẽ có đó chính là còn khơi lên ở những người này niềm tin tươi sáng ở tương lai nữa. Các bạn cùng chú ý nhé, khơi lên niềm tin ở tương lai này, niềm tin ở tương lai. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì các bạn cùng chú ý giúp cô, đó chính là chúng ta sẽ cùng chuyển sang nội dung của phần thứ hai. Tập thứ hai đó chính là sau thời kỳ năm 1937-1939 của tập máu lửa thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến tập thứ hai, tập xiềng xích, với khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1942 nhé. Chúng ta sẽ có tập xiềng xích này, xiềng xích từ năm 1939 đến 1942.
ngay từ khi mà đọc tên của cái tập này thì các bạn cũng đã thấy lý do vì sao mà chúng ta có được cái tên của tập thơ này của tác giả Tố Hữu, đúng không? Năm 1939 thì tác giả Tố Hữu bị bắt này và bị giam ở rất là nhiều những nhà lao ở miền Trung cũng như ở Tây Nguyên nữa. Và chúng ta có thêm mốc thời gian năm 1942, đó chính là thời gian mà ông đã vượt ngục để ra Thanh Hóa tiếp tục có những hoạt động cách mạng của mình. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong tập Xiềng Xích này thì những nội dung mà chúng ta cần phải lưu tâm và hoàn cảnh sáng tác của nó thì các bạn cũng cần ghi lại giúp cô nhé. Đầu tiên đó chính là tập thơ này thì được sáng tác khi mà Tố Hữu đang ở bị giam ở những nhà lao ở Trung Bộ và Tây Nguyên này. Chúng ta hãy cùng chú ý đến hoàn cảnh này. Hoàn cảnh là khi Tố Hữu bị giam này ở những nhà lao Trung Bộ và Tây Nguyên. Trung Bộ và Tây Nguyên này. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ cùng nhấn mạnh nội dung của tập thơ này nhé. Nội dung của tập thơ, điều đầu tiên mà các bạn thấy được rằng là một người chiến sĩ cách mạng mà bị giam ở trong cảnh tù đầy thì nhất định là sẽ phải mong muốn khao khát tự do đến cháy bỏng, đúng không? Chúng ta sẽ có những nội dung, đó chính là tâm tư của một người tù chiến sĩ trẻ tuổi, tha thiết yêu nước, yêu cách mạng và đồng thời thì còn khao khát tự do và mong muốn được hành động nữa. Chúng ta hãy cùng chú ý đến tâm tư của người tù chiến sĩ này. Tâm tư này là gì? Cô vừa chỉ ra cho các bạn rồi đúng không? Đó chính là khao khát tự do này, mong muốn được tự do và mong muốn được hoạt động cách mạng tiếp tục. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần thứ hai, đó chính là không chỉ là có những tâm tư của người tù chiến sĩ mong muốn được tự do đâu, mà người tù này vẫn chấp nhận thực tại là đang bị giam ở trong tù. Và đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong cái hoàn cảnh mà bị giam như vậy thì tác giả Tố Hữu của chúng ta vẫn luôn thể hiện được cái ý chí kiên cường bất khuất của mình, đúng không? Chúng ta sẽ có nội dung thứ hai ở trong tập Xiềng Xích này, đó chính là ý chí kiên cường này, bất khuất này, đấu tranh đến cùng của một người chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý đến ý chí này của người tù chiến sĩ này. Được chưa nhỉ? Như vậy là chúng ta đã cùng điểm qua đến nội dung của phần thứ 2, phần Xiềng Xích và phần thứ 3. Các bạn lưu ý giúp cô, sau phần Máu Lửa, sau phần Xiềng Xích thì chúng ta có phần thứ 3, đó chính là Giải Phóng này. Và phần thứ 3 này thì được sáng tác từ năm 42 đến năm 1946 nhé. Ở trong tập Giải Phóng này thì chúng ta biết được cái hoàn cảnh mà tác giả Tố Hữu sáng tác tập thơ nhỏ này. Đó chính là sau khi mà tác giả vượt ngục và ra Thanh Hóa để hoạt động cách mạng, đúng không? Và chúng ta sẽ có đó chính là tập thơ này, hoàn cảnh được sáng tác tập thơ này đó chính là sáng tác trong thời kỳ mà tác giả vượt ngục cho đến khi dân tộc chúng ta được giải phóng, đó chính là sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Và đồng thời thì chúng ta sẽ khẳng định được nội dung của cái tập thơ nhỏ này nữa nhé. Các bạn hãy cùng lưu ý giúp cô hai nội dung. Thứ nhất là hoàn cảnh sáng tác này, và thứ hai là những cái nội dung chính của tập thơ này. Nội dung chính của tập thơ thì các bạn hãy lưu tâm giúp cô đến hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó chính là ca ngợi những cái thắng lợi đầu tiên của Đảng Cộng sản, với việc đó chính là giành lại độc lập tự do và quyền độc lập tự do cho cả dân tộc, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là khi mà đất nước đã được thành lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì tác giả Tố Hữu đã có những cái bài thơ để có thể là khẳng định niềm tin vào một chế độ mới. Như vậy là các bạn đã thấy được rằng là ở trong phần này thì chúng ta đã thấy được con đường hoạt động cách mạng và hoạt động thơ ca của tác giả Tố Hữu trong 10 năm đầu, đúng không? Và các bạn hãy đưa ra mối nhận xét ở trong phần này giúp cô nhé. Chúng ta sẽ cùng đưa ra mối nhận xét ở trong phần này. Phần nhận xét này thì các bạn lưu ý giúp cô này, đó chính là trong phần nhận xét này các bạn chỉ cần nêu được ngắn gọn và khái quát rằng những cái bài thơ tiêu biểu ở trong tập thơ này là gì, và các bạn khẳng định giúp cô đây là tập thơ mà đã khẳng định chặng đường 10 năm sáng tác đầu tiên của tác giả Tố Hữu. Một số những cái tác phẩm tiêu biểu mà các bạn có thể kể đến đó chính là tác phẩm Từ Ấy. Tác phẩm này thì được sáng tác vào năm 1938 khi mà Tố Hữu được kết nạp vào Đảng Cộng sản, và để đánh một cái dấu mốc, để có thể kỷ niệm cái dấu mốc quan trọng đó thì tác giả đã viết nên cái bài thơ đó, đúng không? Tiếp theo thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, các bạn có thể liệt kê thêm một số những cái bài thơ được sáng tác ở trong thời kỳ này. Ví dụ như là bài Khi Con Tu Hú mà các bạn được học ở trong chương trình lớp 8 này,
Hoặc là các bạn có thể tìm hiểu thêm một số bài thơ như là bài Tâm tư trong tù hay là bài Bà má Hậu Giang chẳng hạn. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu những thông tin quan trọng nhất liên quan đến tập thơ thứ hai mà có liên quan trực tiếp đến bài của chúng ta, đó chính là tập thơ Việt Bắc nhé. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tập thơ thứ hai ở trong chặng đường thơ Đường Cách Mạng của tác giả Tố Hữu, đó chính là phần hai nhỏ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tập Việt Bắc từ sáng tác năm 1946 đến năm 1954 nhé. Các bạn lưu ý một chút, đó chính là ở trong sách giáo khoa ấy, phần này thì không đưa đến cho các bạn những sự phân chia mục từ phần 1 đến phần 5 đâu. Tuy nhiên thì với cái việc đó chính là trong phần Đường Cách Mạng Đường Thơ thì đưa đến với các bạn 5 tập thơ tiêu biểu ở trong chặng đường thơ Đường Cách Mạng của tác giả Tố Hữu, thì cô mới phân mục cho các bạn như thế này để các bạn có được cái nhìn thật rõ ràng. Vậy thì chúng ta sẽ ngay sau đây đến với phần 2 nhỏ tìm hiểu về tác phẩm Việt Bắc nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn tìm hiểu đó chính là chặng đường mà tác giả sáng tác cái tập thơ này là chặng đường như thế nào. Chúng ta sẽ có thông tin đầu tiên này, đó là tập thơ Việt Bắc thì được sáng tác vào năm 1946 đến năm 1954. Đây là tiếng ca hùng tráng thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp và những con người trong kháng chiến. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là nội dung đầu tiên mà chúng ta cần phải khái quát về hoàn cảnh cũng như là chặng đường sáng tác tập thơ này của tác giả Tố Hữu, đó chính là Việt Bắc thì là một chặng đường thơ trong cuộc kháng chiến chống Pháp nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý này, đây là chặng đường thơ này. Đây là chặng đường thơ. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp này. Thêm nữa thì các bạn cùng chú ý, đó chính là bên cạnh chỉ ra những cái yếu tố liên quan đến hoàn cảnh này thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến nội dung cơ bản của tập thơ này nhé. Chúng ta sẽ có nội dung này. Ở trong phần nội dung của tập thơ này thì các bạn chú ý giúp cô, đó chính là tập thơ này đầu tiên nói về những cái con người ở trong kháng chiến, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng khẳng định xem những con người này là ai. Chúng ta sẽ có những con người này sẽ là những người lao động rất là bình thường, đồng thời thì cũng rất đối anh hùng. Với tấm lòng yêu thương thắm thiết và cảm phục sâu xa thì Tố Hữu đã miêu tả, đã ngợi ca những người anh hùng vị quốc quân này, những bà mẹ nông dân, những chị em, những em liên lạc. Và nhà thơ thì đã ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ để có thể là khơi nguồn và phát huy sức mạnh dân tộc. Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là chúng ta khẳng định nội dung đầu tiên, vị trí của tác phẩm này, đó chính là đây là một bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ mà anh hùng. Chúng ta sẽ có nhé, đây là bản anh hùng ca này. Đây là bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến chống Pháp anh hùng của chúng ta, mặc dù là gian khổ nhưng rất anh hùng, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến yếu tố thứ hai, đó chính là những con người được ca ngợi ở trong tác phẩm này thì họ đều là những con người được tác giả ca ngợi với một cái lòng cảm phục, yêu mến và tin tưởng, đúng không? Chúng ta sẽ có những con người này, những con người được nhắc đến ở trong tác phẩm thứ đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chú ý, đó chính là Đảng và Bác Hồ, đúng không? Chúng ta có Đảng và Bác Hồ này. Và thứ hai, chúng ta hãy cùng chú ý đến những người mặc dù là rất bình thường nhưng rất đội anh hùng nhé. Những con người bình thường mà anh hùng này. Bình thường mà anh hùng. Những con người bình thường mà anh hùng. Tác giả đã nhắc đến ở trong tác phẩm này, cô đã vừa đưa đến với các bạn rồi, chúng ta sẽ chỉ nhắc lại thôi nhé. Đó chính là những chị em này, những em bé lên làng này, hoặc là những anh hùng vệ quốc quân, những bà mẹ nông dân chẳng hạn. Thì đây đều là những người mặc dù là chỉ góp một phần sức lực nhỏ bé của mình thôi, tuy nhiên thì tất cả những điều nhỏ bé đó đã tạo nên sự phi thường để chúng ta có được cái sức mạnh chống lại thực dân Pháp và chiến thắng thực dân Pháp, đúng không? Tiếp theo thì các bạn cùng chú ý giúp cô, đó chính là không chỉ là thể hiện cuộc sống của những con người của Đảng và Bác Hồ ở trong cuộc sống này đâu, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, mà chúng ta cần phải khẳng định đó chính là ở trong tập thơ này thì chúng ta còn thấy tác giả Tố Hữu thì cũng đã ca ngợi, đã thể hiện những cái tình cảm vô cùng sâu đậm. Những tình cảm vô cùng sâu đậm ở đây chúng ta có thể kể tên, ví dụ như là tình cảm quân dân thắm thiết, keo sơn như là cá với nước, hoặc là một cái tình yêu thương tin tưởng đối với vị lãnh tụ, một cái sự tin tưởng vào tương lai
tươi sáng của Đảng và đất nước ta, đúng không? Vì vậy nên các bạn cùng chú ý đó chính là tập thơ này còn thể hiện cái tình cảm sâu đậm, tình quân dân giữa miền xuôi với miền ngược này, tình yêu thương đất nước, tình yêu thương quốc tế vô sản nữa. Chúng ta hãy cùng chú ý này. Những tình cảm sâu đậm. Những tình cảm sâu đậm này thì cũng đã được tác giả thể hiện ở trong tập thơ này. Đồng thời thì các bạn cùng chú ý nhé, đó chính là tập thơ Việt Bắc không chỉ là tập thơ mà có nội dung tiêu biểu mà như cô vừa liệt kê ra cho các bạn ở phần trên này đâu, mà đây là còn là một tập thơ mà mang những cái nét nghệ thuật rất là sâu sắc và đồng thời thì cũng rất là nổi bật trong cuộc đời sáng tác của tác giả Tố Hữu nữa. Chúng ta thấy này, tập thơ Việt Bắc là một trong những thành tựu xuất sắc của văn học kháng chiến chống Pháp, chứ không chỉ là ở trong cuộc đời kháng chiến, không chỉ là trong cuộc đời sáng tác thơ ca của tác giả Tố Hữu đâu nhé. Nhắc lại với các bạn, đây là một tập thơ, một trong những thành tựu xuất sắc của văn học kháng chiến chống Pháp này. Các bạn hãy khẳng định giúp cô, đây là một trong những thành tựu xuất sắc này. Một trong những thành tựu xuất sắc. Của văn nghệ thời kháng chiến chống Pháp này. Thời kháng chiến chống Pháp. Thế chứ nhờ? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là chúng ta sẽ cùng khẳng định được cái nội dung cuối cùng ở trong phần này. Các bạn hãy khẳng định giúp cô, đó chính là chúng ta chỉ ra một số những tác phẩm tiêu biểu ở trong thời kỳ tập Việt Bắc này nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý đến tác phẩm tiêu biểu này. Tác phẩm tiêu biểu đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc đến ở trong chặng đường thơ này chắc chắn sẽ là bài thơ Việt Bắc, đúng không? Chúng ta có bài Việt Bắc này. Đây chính là tác phẩm mà chúng ta sẽ được học, được tìm hiểu ở trong bài lần này. Tiếp theo thì chúng ta có một số tập thơ khác, ví dụ như là bài thơ Phá Đường hoặc là bài Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên chẳng hạn. Chúng ta có bài Phá Đường này. Hoặc là bài Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên này. Đây là những bài thơ nổi tiếng mà chỉ cần nhắc đến tên thôi thì các bạn cũng đã biết được đây là những sáng tác của tác giả Tố Hữu rồi, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ 3, phần 3 nhỏ để tìm hiểu về tập thơ thứ 3 ở trong chặng đường thơ cũng như là chặng đường cách mạng của tác giả Tố Hữu. Đó chính là tập Gió Lộng nhé. Chúng ta sẽ có phần 3 nhỏ này. Đó chính là tập Gió Lộng. Tập thơ Gió Lộng này thì được sáng tác sau cái thời kỳ của tập thơ Việt Bắc. Chúng ta sẽ có thời kỳ sáng tác, đó chính là từ năm 1955 đến năm 1961 nhé. Chúng ta có từ năm 1955 này đến 1961 này. Và ở trong tập thơ này thì các bạn hãy cùng khẳng định giúp cô về hoàn cảnh sáng tác của nó. Đó chính là tập thơ này thì được ra đời trong giai đoạn mà miền Bắc thì tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa và miền Nam thì cũng cố gắng đấu tranh để thống nhất Tổ quốc, đúng không? Chúng ta hãy cùng chú ý đến hoàn cảnh này. Hoàn cảnh đó chính là miền Bắc thì xây dựng xã hội chủ nghĩa này. Xây dựng xã hội chủ nghĩa. Và đất nước ta thì còn cố gắng để chiến đấu vì sự thống nhất Tổ quốc, đúng không? Vì sự thống nhất Tổ quốc này. Các bạn cũng biết được thời điểm lịch sử ở trong thời kỳ này, đó chính là miền Bắc thì xây dựng xã hội chủ nghĩa, vừa tăng gia sản xuất và còn có được vị trí, đó chính là trở thành một cái hậu phương vững chắc để có thể là giúp đỡ cho miền Nam chiến đấu để thống nhất nước nhà, đúng không? Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, đó chính là chúng ta khẳng định hoàn cảnh của tập thơ này ra đời khi mà miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa và toàn thể dân tộc chúng ta thì đang cố gắng chiến đấu để có thể thống nhất được Tổ quốc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý, đó chính là ở trong cái tập thơ Gió Lộng này thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến nội dung của nó nhé. Chúng ta có nội dung của tập thơ. Nội dung của tập thơ này thì chắc chắn các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta vẫn đang phải chiến đấu để chống đế quốc Mỹ, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có nội dung của phần này, đó chính là ở miền Bắc thì chúng ta đang xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì chúng ta sẽ có, đó chính là nội dung niềm tin vào cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa này. Niềm tin vào cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời thì các bạn cũng chú ý giúp cô, đó chính là ở trong phần này thì chúng ta sẽ cảm thấy được một cái rõ ràng về tình cảm tha thiết gắn bó và một cái tình cảm sâu nặng ruột thịt giữa miền Bắc và miền Nam, đúng nhở? Vậy thì các bạn cùng chú ý giúp cô nhé, đó chính là tình cảm này, tình cảm sâu nặng của nhân dân này giữa miền Bắc với miền Nam, giữa đất nước Việt Nam với quốc tế cộng sản, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là chúng ta sẽ khẳng định một số những cái thành tựu cũng như là một số những cái điều mà chúng ta cần khái quát về tác phẩm này. Ví dụ như các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong tập thơ này thì chúng ta thấy được niềm tin yêu của tác giả, và đồng thời thì dường như tác giả đang nói hộ tiếng lòng của nhân dân Việt Nam chúng ta, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà thể hiện được những cái nội dung này lên các bài thơ của mình thì trong tập thơ này cũng đã thể hiện cái niềm vui, niềm tin vào mối cuộc sống và một tương lai mới của xã hội chủ nghĩa, thì đã mang đến cho tập thơ này một cái cảm hứng lãng mạn và một cái khuynh hướng sử thi rất là đậm nét nhé. Các bạn cùng chú ý này, niềm vui này, niềm vui khi đất nước xây dựng xã hội chủ nghĩa này, xây dựng xã hội chủ nghĩa đã mang lại cho tập thơ này, đã mang lại cho tập thơ. Cô nhắc lại với các bạn, đó chính là niềm vui khi đất nước xây dựng xã hội chủ nghĩa thì đã mang lại cho tập thơ Gió Lộng này một cái điều, đó chính là các bạn sẽ thấy cái cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi thì được thể hiện rất là đậm nét ở trong tập thơ này nhé. Mang đến cho tập thi này, tập thơ cảm hứng lãng mạn này, cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi này, và khuynh hướng sử thi. Thêm một điều nữa mà các bạn cần phải nhấn mạnh ở trong nội dung của phần này nữa, đó chính là không chỉ là tập thơ này mang đến cho chúng ta cái cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi, ở đây thì chúng ta đã nhắc đến yếu tố nghệ thuật của tập thơ, đúng không? Đồng thời các bạn cùng nhấn mạnh giúp với cô, đó chính là chúng ta khẳng định, chúng ta chỉ ra một số những cái tác phẩm tiêu biểu ở trong tập này nhé. Các bạn cùng lưu tâm đến tác phẩm tiêu biểu này, tác phẩm tiêu biểu ở trong tập này. Ở trong tập Gió Lộng này thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái cuộc sống vui tươi, cuộc sống xây dựng xã hội chủ nghĩa và niềm vui khi xây dựng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục để có thể là chiến đấu vì miền Nam, vì sự thống nhất Tổ quốc thì đã được thể hiện qua một số bài thơ tiêu biểu. Ví dụ như là chúng ta có bài thơ bài ca Xuân 61, đúng không? Các bạn có nhớ nội dung của bài thơ này không nhỉ? Bài ca Xuân 61 này. Hoặc là chúng ta có bài thơ 30 năm đời ta có đảng chẳng hạn, thì đây là những bài thơ mà đã đưa đến cho chúng ta những nội dung, những cảm hứng vô cùng là vui tươi và một cái sự tin yêu với cái sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 4 và phần 5 để có thể tìm hiểu về hai tập thơ tiếp theo, đó chính là tập thơ Ra Trận và tập thơ Một Tiếng Đờn nhé. Chúng ta sẽ cùng chú ý phân tích đến chặng đường thơ thứ tư trong cuộc đời của tác giả Tố Hữu nhé. Đó chính là chúng ta sẽ cùng chú ý đến hai tập thơ Ra Trận được sáng tác vào năm 1962 đến năm 1971 và Tầm Máu và Hoa được sáng tác từ năm 1972 đến năm 1977 nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng lưu ý giúp cô, đó chính là chúng ta có được một cái nhìn khái quát nhất về thời điểm sáng tác hai tập thơ này. Thì từ khoảng thời gian năm 1962 đến năm 1977 thì các bạn sẽ thấy được rằng là thế thì hóa ra tập thơ này được sáng tác ở trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, đúng không? Vậy các bạn hãy cùng chú ý một chút, chúng ta sẽ cùng đưa ra ý khái quát đầu tiên về hoàn cảnh sáng tác của hai tập thơ này. Đó chính là đây chính là chặng đường thơ mà Tố Hữu sáng tác trong những năm kháng chiến chống Mỹ nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý đây là chặng đường thơ này, chặng đường thơ chống Mỹ này. Cô sẽ chỉ ghi ngắn gọn như thế này thôi nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng khái quát đến nội dung của hai tập thơ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng có nội dung của tập thơ, đó chính là Tập Máu và Hoa. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Cô xin lỗi, chúng ta sẽ cùng chú ý đến tập thơ Ra Trận trước. Tập thơ này được sáng tác vào khoảng thời gian trước, từ năm 1962 đến năm 1971. Chúng ta có nội dung của hai tập thơ này và tập thơ Ra Trận. Các bạn hãy cùng chú ý giúp cô. Trong tập Ra Trận này thì các bạn sẽ thấy được rằng là cả tập thơ Ra Trận và cả tập thơ Máu và Hoa đều âm vang khí thế quyết liệt
của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và niềm vui toàn thắng. Ở khoảng thời gian trước khi mà sáng tác tập thơ ra trận thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tập thơ ra trận này sẽ là một bản anh hùng ca về miền Nam trong lửa đạn sáng ngời và có rất nhiều những hình ảnh về những con người mặc dù là bình thường tuy nhiên lại rất là anh hùng được nhắc đến ở trong tập thơ này. Ví dụ các bạn sẽ thấy này, những hình ảnh tiêu biểu cho con người với dũng khí kiên cường của dân tộc thì đã được tác giả khẳng định, được tác giả đưa đến và ngợi ca. Chúng ta có hình ảnh của anh hùng giải phóng quân, con người đẹp nhất này, có hình ảnh của những anh thợ điện dáng hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu, hoặc là những em thơ, những bà mẹ, những anh công nhân hay là những cô dân quân thì đều được tác giả đưa đến, đều được tác giả xây dựng hình ảnh ở trong tập thơ này. Và đồng thời thì tình cảm của tác giả dành cho họ vô cùng là thiết tha và sâu đậm, đúng không? Các bạn lưu tâm giúp cô, đó chính là nội dung của tập thơ ra trận này. Chính là những tập thơ ra trận này chính là một bản anh hùng ca về miền Nam với những cái hình ảnh đẹp nhất về những con người mặc dù là bình thường, tuy nhiên thì lại rất là anh hùng. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là những người anh hùng được liệt kê ở trong những tập thơ này là ai? Các bạn hãy chỉ rõ ra giúp cô nhé. Tuy nhiên thì khi mà ghi những nội dung quan trọng nhất liên quan đến tập thơ này thì các bạn hãy cùng lưu tâm, đó chính là đây là một bản anh hùng ca về miền Nam và được tác giả Tố Hữu xây dựng bằng những hình ảnh con người tiêu biểu nhất, đẹp đẽ nhất và anh hùng nhất này. Chúng ta sẽ có đây là bản anh hùng ca về miền Nam này. Về miền Nam. Và được xây dựng này với những hình ảnh đẹp nhất, những hình ảnh này, những con người đẹp nhất này, và những hình ảnh những con người đẹp nhất các bạn có thể liệt kê ra ở trong phần này, ví dụ như là anh Vệ Quốc Quân này, cô dân quân này, hay là anh công nhân, anh thợ điện hoặc là những em thơ nữa, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý ở trong tập Máu và Hoa, tập thơ này thì đã ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hy sinh và khẳng định niềm tin sâu sắc vào sức mạnh tiềm tàng của xứ sở quê hương cũng như là mỗi con người Việt Nam mới và biểu hiện niềm tự hào cũng như là niềm vui phơi phới khi toàn thắng về ta. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là rõ ràng ở trong cái khí thế vui tươi, ở trong cái khí thế đó chính là nhận được niềm vui toàn thắng, Bắc Nam sum họp một nhà, thì rõ ràng rằng cái tập thơ Máu và Hoa này đã đưa đến cho chúng ta một bên, đó chính là những gian khổ hy sinh mà con người Việt Nam đã phải chịu đựng trong suốt thời gian chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, hoa ở đây chính là những niềm vui nở rộ khi mà toàn thắng đã về ta rồi, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, đó chính là đến tập Máu và Hoa này. Máu và Hoa. Thì ở trong tập thơ này, các bạn lưu tâm, tập thơ Máu và Hoa này thì đã đưa đến với chúng ta cái nội dung, đó chính là ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ nhé. Chúng ta sẽ có nội dung đầu tiên, đó chính là ghi lại chặng đường cách mạng này. Ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ. Và tiếp theo thì các bạn có thể thấy được rằng là không chỉ là ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ đâu, mà ở trong cái tập thơ này thì chúng ta còn cảm nhận thấy được rõ ràng niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của quê hương, của con người nữa. Chúng ta có niềm tin sâu sắc này. Niềm tin sâu sắc của tác giả về sức mạnh của con người và quê hương. Cuối cùng thì các bạn hãy cùng lưu ý giúp cô, đó chính là hai cái tác phẩm này thì được sắp xếp vào cùng một chặng đường thơ của Tố Hữu, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng khẳng định đó chính là một số những cái tác phẩm tiêu biểu ở trong hai tập thơ này nhé. Các bạn hãy cùng chỉ ra một số tác phẩm tiêu biểu này. Một số tác phẩm tiêu biểu. Một số tác phẩm tiêu biểu ở hai tập thơ này mà các bạn có thể kể đến, ví dụ như là bài ca Xuân 68 chẳng hạn. Các bạn có đừng nhầm lẫn bài thơ này với bài ca Xuân 61 nhé. Đây là hai bài thơ và sáng tác ở hai thời kỳ với hai nội dung khác nhau đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số những cái bài thơ khác, ví dụ như là bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du hay là bài thơ Theo chân Bác chẳng hạn. Cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, trong cái phần tìm hiểu về chặng đường thơ cũng như là chặng đường cách mạng
của tác giả Tố Hữu, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 5 để tìm hiểu về tập thơ, đó chính là tập Một Tiếng Đờn và Ta Với Ta nhé. Chúng ta sẽ có phần 5 nhỏ này. Chúng ta tìm hiểu về tập thơ Một Tiếng Đờn. Một Tiếng Đờn, đây là tập thơ được sáng tác vào năm 1992, và đồng thời thì chúng ta có thêm tập thơ Ta Với Ta được sáng tác năm 1999 nữa. Chúng ta có tập thơ này sáng tác năm 92 này và tập thơ Ta Với Ta sáng tác năm 99 này. Đây là hai tập thơ mà được sáng tác khi mà đất nước chúng ta thì đã hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp về một nhà, và đồng thời thì chúng ta có thể khẳng định rằng là toàn thắng thì đã ắt về ta rồi, đúng không? Vậy thì các bạn cùng chú ý, đó chính là khi mà con người ta đã bước ra khỏi cuộc chiến tranh rồi thì dường như những cái tình cảm hoặc là những cái góc khuất ở trong những cái tâm tư của con người thì sẽ được khai thác nhiều hơn ở trong thơ ca. Và các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong cái thời kỳ này thì những tác phẩm thơ của Tố Hữu, đặc biệt là trong hai tập Một Tiếng Đờn và Ta Với Ta được sáng tác, thì đã đưa đến với chúng ta những tình cảm này, những cảm xúc và những suy ngẫm của nhà thơ về đất nước, về con người, về những cái cuộc sống của chính chúng ta sau những tháng ngày biến động. Thì các bạn hãy cùng chú ý nhé. Chúng ta khái quát nội dung chính và đồng thời thì cũng khái quát được hoàn cảnh sáng tác của hai tập thơ này. Đó chính là tình cảm, cảm xúc và suy ngẫm của nhà thơ về con người, về cuộc sống trong những ngày tháng mà sau cuộc biến động, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, đến tình cảm. Tập thơ nói lên tình cảm này, cảm xúc này của con người, của đất nước. Các bạn có thể nói là đây là những tình cảm, cảm xúc hoặc những suy ngẫm của nhà thơ về đất nước, về con người ở trong cái thời kỳ hòa bình rồi cũng được. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là tác giả có một cái nỗi đau thực sự là đáng để chúng ta được nhắc đến ở trong phần này. Đó chính là chúng ta sẽ thấy Một Tiếng Đờn và Ta Với Ta là hai tập thơ đánh dấu bước chuyển biến mới trong thơ của Tố Hữu. Dòng chảy sôi động của cuộc sống đời thường với biết bao buồn vui, được mất, sướng khổ, mừng lo đã khơi gợi lên ở trong tâm hồn của nhà thơ rất là nhiều những suy tư. Và đặc biệt các bạn lưu tâm giúp cô đến cái mốc sự kiện, đó chính là chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu thì đã thực sự sụp đổ. Vì vậy nên là đất nước chúng ta thì sẽ bước sang một cái thời kỳ mới. Sau cái cuộc biến động đó thì chúng ta sẽ có một cái thời kỳ mới để đất nước chúng ta càng ngày càng khẳng định được vị thế của chủ nghĩa xã hội, đúng không? Vậy các bạn hãy cùng chú ý nhé, đó chính là ban đầu thì chúng ta có cái nỗi đau thực sự khi mà hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. Tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội để đất nước Việt Nam chúng ta có thể khẳng định được chính mình. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là sau những cái cuộc biến động đó thì đặc biệt rằng là đất nước của chúng ta đã đánh đuổi được đế quốc và thực dân này, đã giành lại được hòa bình và thống nhất. Vì vậy nên là chúng ta cần phải có được một cái niềm tin và một cái sự cố gắng để có thể hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn ở trong tương lai, đúng không? Ở trong tập thơ này thì chúng ta còn có thể chú ý nhấn mạnh đến một nội dung mà tác giả Tố Hữu đã nói đến với chúng ta, đó chính là tác giả thì đã hướng tới những cái quy luật mang tính khái quát và đã kiếm tìm những cái giá trị bền vững ở trong cuộc sống của con người. Đây các bạn hãy cùng chú ý giúp cô nhé. Đó chính là tác giả thì nhấn mạnh này. Tác giả đã nhấn mạnh ở trong hai tập thơ này của mình, đó chính là hướng tới những cái quy luật khái quát của cuộc đời và đồng thời thì kiếm tìm những cái giá trị bền vững, những giá trị mà mặc dù đã trải qua một cuộc đời thăng trầm này, trải qua rất là nhiều những cái biến cố cùng với những cuộc cách mạng lịch sử của đất nước nữa, thì nhà thơ đang kiếm tìm những cái điều đó, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta nhấn mạnh đến cái quy luật khái quát và những giá trị bền vững nhé. Nhấn mạnh đến quy luật này, quy luật của đời người này và những giá trị bền vững này, những giá trị bền vững mà con người cần hướng đến này, mà con người cần hướng tới. Cuối cùng thì các bạn hãy cùng là liệt kê ra một số những cái tác phẩm tiêu biểu ở trong hai tập thơ này
Ví dụ như là các bạn có thể thấy ở trong sách giáo khoa thì cũng đã chỉ ra cho các bạn cái nội dung chính mà chúng ta có, đó chính là vượt lên bao biến cố thăng trầm, thơ Tố Hữu vẫn kiên định niềm tin vào lý tưởng và con đường cách mạng, tin vào chữ nhân luôn tỏa sáng ở mỗi hồn người. Vì vậy nên là ở trong phần này cô thì sẽ không đưa đến với các bạn một số những tác phẩm tiêu biểu của hai tập thơ này, mà bài tập của các bạn dành cho các bạn ở trong phần này là các bạn hãy cùng chú ý để có thể tìm hiểu ra, các bạn có thể liệt kê ra một số tác phẩm tiêu biểu ở trong hai tập thơ Một Tiếng Đờn và Ta Với Ta của tác giả Tố Hữu nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang nội dung cuối của bài học ngày hôm nay. Sau khi mà chúng ta tìm hiểu về một số những yếu tố liên quan đến tiểu sử của tác giả này, tìm hiểu về cuộc đời cách mạng, cuộc đời thơ, thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến những cái giá trị nghệ thuật đã làm nên các tập thơ này, đó chính là chúng ta hãy cùng nhấn mạnh đến phong cách thơ của tác giả Tố Hữu nhé. Nội dung 3 la mã mà cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu những yếu tố quan trọng nhất đó chính là phần chúng ta tìm hiểu về phong cách thơ của Tố Hữu. Nội dung này thì đã được sách giáo khoa mang đến cho các bạn từ trang 97 đến trang 99. Và các bạn lưu tâm giúp cô nhé, ở trong phần phong cách thơ của Tố Hữu này thì chúng ta sẽ khái quát về phong cách thơ của tác giả này với hai yếu tố, đó chính là yếu tố nội dung và yếu tố nghệ thuật. Với việc đầu tiên chúng ta tìm hiểu về yếu tố nội dung thì chúng ta sẽ có 3 yếu tố chính liên quan đến nội dung của thơ Tố Hữu. Thứ nhất đó chính là thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị này. Nội dung thứ hai đó chính là thơ Tố Hữu thì mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Thứ ba chúng ta hãy cùng chú ý giúp cô, đó chính là thơ Tố Hữu thì mang giọng điệu tâm tình ngọt ngào tha thiết. Và cuối cùng đó chính là khi mà tìm hiểu về yếu tố nghệ thuật ở trong thơ của Tố Hữu thì các bạn lưu tâm giúp cô, đó chính là thơ của Tố Hữu thì rất là đậm đà tính dân tộc. Vì vậy nên các bạn cùng chú ý với những nội dung được triển khai khá là dài ở trong sách giáo khoa. Đồng thời sách giáo khoa đã đưa đến với các bạn những cái ví dụ tiêu biểu trong phần này ấy, thì cô sẽ không ghi lại cho các bạn một cách thật là dài dòng hay là thật là đầy đủ những nội dung đó đâu, mà cô sẽ chỉ khái quát với các bạn theo một cái sơ đồ cây một cách đơn giản nhất thôi nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến này, đó chính là với việc chúng ta tìm hiểu về phong cách thơ Tố Hữu này. Phong cách thơ Tố Hữu thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, chúng ta sẽ cùng triển khai nội dung và nghệ thuật của nó nhé. Chúng ta sẽ có phần đầu tiên sẽ là nội dung này, và phần thứ hai sẽ là nghệ thuật này. Ở trong phần nội dung này thì chúng ta sẽ cùng chỉ rõ với 3 nội dung. Nội dung đầu tiên thì sẽ là về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. Là thơ trữ tình chính trị này. Có thể khi mà nghe đến cái cụm là trữ tình chính trị thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là mới lạ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đọc nội dung trong sách giáo khoa thì có thể làm rõ phần này nhé. Đó chính là về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất là sâu sắc. Hồn thơ Tố Hữu thì luôn tới những cái ta chung với những lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của cả cách mạng và của cả dân tộc. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong những cái tập thơ của mình, ở trong những ý thơ của mình thì Tố Hữu đã luôn luôn lấy lý tưởng cách mạng, lấy quan điểm chính trị để có thể làm hệ quy chiếu cho cách nhìn và cách đưa đến những cái cảm xúc của bản thân đối với mọi người đúng không? Và đồng thời các bạn sẽ thấy đó chính là nhà thơ thì luôn luôn có những cái lẽ sống lớn ẩn chứa những cái tình cảm lớn. Và những tình cảm đó là gì nhỉ? Tình cảm dành cho đất nước này, dành cho lý tưởng, dành cho dân tộc và dành cho những con người mặc dù là bình thường, nhỏ bé, tuy nhiên thì lại rất là anh hùng của dân tộc chúng ta nữa. Tiếp theo thì các bạn cùng chú ý nhé, đó chính là nội dung thứ hai, đặc điểm nội dung thứ hai trong thơ của Tố Hữu, đó chính là thơ Tố Hữu thì mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn này. Đó chính là đậm khuynh hướng sử thi này. Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn này. Các bạn chú ý một chút nhé, đó chính là từ lãng mạn ở đây, nó là vần an chứ không phải vần an. Các bạn hãy phân biệt từ lãng mạn với từ lãng mạn nhé. Đây là một cái lỗi mà ngay đến cả học sinh lớp 12 của chúng ta rồi, đôi khi chúng ta vẫn còn bị nhầm lẫn nữa. Các bạn hãy cùng lưu tâm, đó chính là thơ của Tố Hữu thì mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Ở đây thì các bạn sẽ có nhé, thơ Tố Hữu thì mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng để thể hiện chủ yếu.
Ví dụ như là các bạn sẽ có, đó chính là ở trong cái cuộc cách mạng tháng 8, và đặc biệt đó chính là cuộc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, thì Tố Hữu đã làm rất là nhiều những bài thơ, mà trong tập thơ đầu tiên thì các bạn đã cũng đã được chỉ ra rồi đúng không? Tiếp theo ở trong tập thơ Việt Bắc thì các bạn sẽ thấy được rằng là rất nhiều những cái sự kiện đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng thì đã được tác giả nhắc đến, và chúng ta có thể nhắc đến hai tác phẩm tiêu biểu ở trong thời kỳ này, ví dụ như là bài thơ Việt Bắc hoặc là bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên chẳng hạn. Vì vậy nên các bạn đã thấy được rằng là những sự kiện chính trị lớn của đất nước thì đã luôn luôn trở thành đối tượng để có thể là được thể hiện chủ yếu ở trong các tác phẩm của tác giả Tố Hữu. Thì chúng ta đã chỉ ra được tính sử thi của những cái tác phẩm này rồi đúng không? Còn cảm hứng lãng mạn là sao? Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Đó chính là cảm hứng lãng mạn ở trong cái bài, ở trong những bài thơ của tác giả Tố Hữu ấy, thì đã được thể hiện qua việc đó chính là hướng những cái cao cả, hướng những cái, hướng tất cả mọi người đến những cái điều cao cả, đến những cái điều lý tưởng của sự anh hùng đúng không? Đó là một trong những cái điều mà đã thể hiện được cái tính lãng mạn ở trong các tác phẩm rõ ràng nhất. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý nội dung thứ ba mà các bạn cần phải đặc biệt lưu tâm trong thơ của Tố Hữu, đó chính là giọng điệu tâm tình ngọt ngào nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý đến giọng điệu này. Giọng điệu tâm tình và ngọt ngào. Sinh ra ở xứ Huế mộng mơ, và đặc biệt đó chính là với xuất thân là cả cha, cả mẹ thì đều là những nhà nho, đều xuất thân từ nhà nho và đã nuôi dưỡng cho Tố Hữu một cái tình yêu đối với văn học dân gian, thì rõ ràng rằng là cái việc mà thể hiện cái sự tâm tình ngọt ngào, cái giọng thơ tha thiết ở trong thơ của Tố Hữu là một điều mà khiến cho chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được đúng không? Chúng ta hãy cùng chú ý này, đó chính là tác giả làm sách giáo khoa thì đã chỉ ra cho chúng ta một cái nội dung rất là thống nhất ở trong phần này. Đáng chú ý là những tư tưởng tình cảm lớn của con người, những vấn đề lớn lao của đời sống đã được Tố Hữu thể hiện qua một cái giọng thơ mang tính chất tâm tình rất tự nhiên, đằm thắm và chân thành. Và đặc biệt đó chính là nhà thơ biết rung động với đời sống cách mạng, với những cái tình nghĩa cách mạng, cho nên thường hướng đồng bào, đồng chí vào những cái cuộc trò chuyện, nhắn nhủ và tâm sự. Ví dụ như là các bạn thấy ở trong tác phẩm Việt Bắc thì tác giả đã sử dụng cái cách xưng hô mình ta rất là quen thuộc ở trong dân gian đúng nhỉ? Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Hoặc là chúng ta có dòng thơ ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà ninh ninh. Vậy thì đây là cái cách thủ thỉ tâm tình rất là ngọt ngào và tha thiết mà tác giả Tố Hữu đã dùng để có thể là đưa đến những cái ý thơ, đưa đến với những, đến với người đọc những cái nội dung thơ rất là lớn lao. Đồng thời các bạn sẽ thấy này, không chỉ ở những lời xưng hô tình thương mến đặc biệt ở trong thơ Tố Hữu đâu, mà người đọc còn cảm nhận được một cái sự cảm hòa với người, với cảnh xung quanh bằng một thứ tâm tình riêng, và thứ tâm tình đó chính là nguồn cội từ xứ Huế mà như cô đã vừa nhắc đến với các bạn. Đầu tiên đó chính là tác giả thì được sinh ra ở xứ Huế này, rất là quen thuộc với những cái câu Nam Ai, Nam Bình đúng không? Và đặc biệt đó chính là với việc mà được cha và mẹ nuôi dưỡng trong một tình yêu với văn học dân gian, thì đây chính là những cái điều để khiến cho tác giả Tố Hữu có thể có được những cái giọng điệu tâm tình ngọt ngào trong những bài thơ của mình. Cuối cùng các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là sau khi chỉ ra ba yếu tố liên quan đến nội dung ở trong phong cách sáng tác của tác giả Tố Hữu, thì các bạn hãy khẳng định giúp cô ở trong yếu tố nghệ thuật nhé. Đó chính là tác giả làm sách giáo khoa đã khẳng định với các bạn rồi, nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất là đậm đà. Thì chúng ta hãy cùng chú ý này, đó chính là thơ ca của Tố Hữu thì đậm đà tính dân tộc nhé. Phần nghệ thuật thì chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là thơ ca của Tố Hữu thì luôn đậm đà tính dân tộc này, luôn đậm đà tính dân tộc. Và cái việc mà luôn đậm đà tính dân tộc ở trong thơ ca thì đã được chứng minh ở trong phần này rất là rõ ràng rồi. Chúng ta chú ý đến cuối trang 98. Tác giả sách giáo khoa thì đã chỉ ra cho chúng ta về thể thơ thì Tố Hữu đã tiếp thu những tinh hoa của phong trào thơ mới, của thơ ca thế giới cổ điển và hiện đại. Nhưng ông đặc biệt thành công khi vận dụng thể thơ truyền thống của dân tộc. Và các bạn có biết thể thơ truyền thống của dân tộc mà tác giả Tố Hữu thể hiện và sử dụng rất thành công là gì không nhỉ? Đó chính là thể thơ Lục Bát nhá.
Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý này. Tác giả đã khẳng định với chúng ta rằng những cái bài thơ lục bát của tác giả Tố Hữu thì mang cả sắc thái lục bát của ca dao, lục bát của cổ điển và luôn luôn dạt dào những âm hưởng, nghĩa tình của hồn thơ dân tộc. Đặc biệt các bạn hãy cùng chú ý này, để nói về những cái sự kiện, để nói về những cái nội dung mang tính hiện đại, ví dụ như là cuộc kháng chiến này, tinh thần anh hùng của con người trong cuộc kháng chiến, hoặc là tinh thần đoàn kết, sự gắn bó sâu đậm giữa quân và dân, thì lại được thể hiện qua một cái thể thơ của dân tộc mang đậm hồn cốt dân tộc như vậy. Thì đó là một cái điều hết sức là đặc sắc ở Tố Hữu, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là những cái bài thơ theo thể thất ngôn của tác giả Tố Hữu, ví dụ như là Quê mẹ, Mẹ tôm, Bác ơi hay Theo chân bác, thì đây là những cái bài thơ được làm theo một thể thơ cổ, đó là thể thơ thất ngôn, đúng không? Tuy nhiên, những cái bài thơ này vừa mang được tính trang trọng nhưng lại không khuôn sáo, mà trái lại thì lại mang được những cái hơi thở của cuộc sống lúc bấy giờ nữa. Những cái ý thơ thì rất là liền mạch, tự nhiên và còn diễn tả một cách đa dạng cảm xúc của con người nữa. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái tính đậm đà dân tộc ở trong những bài thơ của tác giả Tố Hữu, đầu tiên chúng ta cần phải nói tới đó chính là thể thơ, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý này, không chỉ là ở thể thơ đâu mà chúng ta hãy cùng khẳng định về ngôn ngữ thơ nữa. Chúng ta hãy khẳng định về ngôn ngữ thơ này. Ngôn ngữ thơ được tác giả Tố Hữu sử dụng ở trong các bài thơ của mình, đó chính là Tố Hữu thì không chú ý sáng tạo những từ ngữ mới, mà cách diễn đạt của ông thì luôn luôn chú ý sử dụng những cái từ ngữ và cách nói rất là quen thuộc với mọi người, với dân tộc. Và đặc biệt đó chính là thơ Tố Hữu thì luôn luôn phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt. Các bạn sẽ thấy được rằng là ở trên thế giới thì chỉ duy nhất có tiếng Việt chúng ta có 6 thanh thôi. Mặc dù có một cái vốn từ vựng rất là phong phú, tuy nhiên ngôn ngữ của người Trung Quốc thì cũng chỉ có 4 thanh. Và tiếng Việt của chúng ta với việc là có 6 thanh thì cái tính nhạc đậm đà ở trong những cái bài thơ thì đã được thể hiện rất là tài tình và phong phú, đúng không? Và tác giả Tố Hữu thì đã vận dụng những cái sự tài tình đó ở trong ngôn ngữ dân tộc để có thể là phát huy cao độ tính nhạc rất là phong phú của tiếng Việt. Nhà thơ sử dụng rất là tài tình những từ lái, những thanh điệu để có thể là đưa đến với chúng ta không chỉ là cảm xúc của nhân vật trữ tình, không chỉ là cảm xúc của bản thân nhà thơ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc đâu, mà còn đưa đến cho chúng ta, khơi gợi trong chúng ta những cái tình cảm rất là tự nhiên và đồng thời thì cũng rất là cao quý của những con người yêu tiếng Việt, yêu đất nước, yêu dân tộc nữa. Như vậy là cô đã vừa chỉ ra cho các bạn những cái yếu tố quan trọng nhất liên quan đến phong cách thơ của tác giả Tố Hữu, với việc là chúng ta cùng chỉ ra những nét chính trong nội dung và kể nghệ thuật nữa, đúng không? Như vậy là chúng ta đã kết thúc nội dung của phần đầu tiên, phần 1 tìm hiểu về tác giả Tố Hữu. Cô Ngọc Anh rất là vui khi đã được đưa đến với các bạn những nội dung này. Và đặc biệt đó chính là hẹn gặp lại các bạn để chúng ta có thể cùng phân tích những nội dung của tác phẩm Việt Bắc ở trong bài học lần sau nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.